Xin chào các bạn, trong video này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn làm sao bạn làm text animation giống vậy bạn, là chữ nó rớt xuống và nó chạy ra đi, rất là đơn giản bạn. Việc đầu tiên đó thì mình sẽ tạo ra ba dòng chữ và mình sẽ kéo xuống dòng thời gian đây bạn, một mình tạm đến đây bạn nhé, mình sẽ đổi chữ sau và đây là hai, đây là ba. Giờ mình sẽ đổi chữ bạn. Nhất. Bạn bấm chuột hai lần bạn nhé. Nhì. Tam. Đây, bạn có ba dòng chữ. Rồi. Dĩ nhiên bạn có thể đổi màu lên bạn. Thí dụ đây màu trắng thì mình sẽ đổi ra màu đỏ đây bạn. Còn đây màu trắng thì mình đổi nó ra màu xanh này bạn nhé. Đây màu trắng để màu vàng bạn. Đây mình sẽ bắt đầu từ đây tạo ra ba chữ dòng chữ. Về kế tiếp đó thì mình sẽ bấm animation bạn nhé, và mình dùng cái custom và kéo xuống như đây bạn. Và thứ hai đó là ở đây là nó canvas thì có thể tôi làm nhỏ hay lên xuống bạn. Thì việc đầu tiên đó, thí dụ tôi làm cái số 1 bạn nhé, thì tôi kéo số 1 lên đây trước, tạm đây trước bạn. Và tôi kéo cái cursor bạn qua bên đây bạn này. Đây số 2. Nếu mà tôi thử animation thử coi. Bạn thấy số 1 không? Đó xuống rồi đó. Thì kế tiếp tôi làm số 2. Custom animation. Tôi có thể bắt từ đầu từ đây cũng được bạn. Đây thì tôi kéo nhi 2 lên đây lại bạn. Ở chỗ này đó khi mà bạn làm video ra sẽ không thấy nó bạn nhé. 1, 2, thì ba giống nhau bạn, thì tôi kéo cái custom này xuống bạn. Dĩ nhiên tôi có thể để trùng nhau cũng được bạn nhé. 3, số 3 đây bạn. Thì cái đầu tiên số 3 nằm đó thì mình kéo nó lên đây bạn. Chơi lại bạn. 1, 2, 3. Về kế tiếp đó là mình cho nó đi ra vậy nha bạn nhé. Thì mình trở lại animation và vẫn dùng cái custom này bạn. Thì đây, đây bạn để ý coi, tôi bấm cái số 1 bạn nhé. Thì tôi kéo này ra đây bạn. Ra khỏi cái window này bạn, hay là cái canvas này bạn. Nếu mà tôi bấm thử cho bạn coi. Một nó ra bạn thấy không? Thì tôi làm cái số 2 tiếp. Số 2 đây bạn. Tôi kéo này ra đây bạn. Dĩ nhiên là khi mà bạn làm bạn phải làm cho nó thẳng chút bạn nhé. Thì đây tôi sẽ tới đây bạn. Số 1 ra. Số 2 ra. Giờ tôi sẽ làm số 3 tiếp bạn. Vậy theo bạn, rất là đơn giản. Về kế tiếp đó là tôi muốn làm cho nó đẹp mắt chút nữa bạn nhé. Chẳng hạn mình tới đây bạn, cái vàng đây, cái nhất đây bạn đúng không? Thì tôi có thể kéo nó ra vậy bạn. Thử thôi bạn nhé. Bạn thấy nó rớt nó xuống nó ra không bạn không? Thì tôi có thể làm cái số nhì cũng vậy bạn. Đây bạn nhé, kéo xuống dưới đây. Thử các bạn. 1, 2, làm số 3 luôn bạn, số 3. Khi mà nó rớt xuống đó thì bạn có thể đổi cái chữ này của các bạn. Thì bạn bấm vô nhất cho bạn nhé. Và mình vô property và mình sẽ sửa nó bạn.
À, chẳng hạn như là mình sửa chữ bạn nhé. 64 mình có thể lên 96. Nó lên 144 các bạn. Thì mình thử chạy nó coi. Khi nó rớt xuống bạn sẽ thấy nó chữ nó lớn lên. Làm số 2. Số 3. Chạy thế coi. Khi mà cái chữ rớt xuống đó bạn đó thì mình có thể quay chữ được các bạn nhé. Thì thí dụ mình làm cho số nhất số 1 trước bạn. Thì đây đó thì bạn bấm nha bạn. Bạn thấy cái dấu này đây không? Thì bạn có thể quay nó vậy đó bạn. Một dòng. Thử coi. Một chồng bạn thấy không? Thử làm cái số 2 các bạn nhé. Số 2 bạn nhé. Đây là số 2 bạn không? Thì lần này bạn thử quay 2 3 dòng rồi nó sẽ quay lại bạn nhé. Thử coi. 1 2 làm cái số 3 luôn bạn. Thì bạn quay ngược lại. Mấy dòng, nếu mà bạn quay nhiều dòng nó quay lẹ lắm bạn. À, việc kế tiếp đó, thí dụ mình để cái behavior bạn nhé. Thí dụ cái số 1, nó kéo drifting, tôi để kéo số 1 đây bạn. À, số 2, jump and fall. Số 3 là cái gì đây, tôi không biết. Pause setting thử coi. Là ta để behavior cho mỗi chữ thì mình play thôi các bạn. 1 2 3. À, tôi muốn thử cái hình thù các bạn. Và tôi sẽ lấy cái ngôi sao được đấy. Animation, custom animation. Ở đây thì có thể scale nó lên mà. Và tôi thử quay nó hai dòng nữa coi. Và đồng thời tôi cũng muốn đổi cái màu màu đỏ qua màu xanh này đi bạn. Và mình thử bấm play bạn nhé. Bạn thấy không? Nó đổi màu đỏ qua màu xanh lên bạn. Và nó lớn lên. Màu đỏ. Làm lại thêm một lần nữa. À, kế tiếp đó thì mình sẽ làm hình giống vậy bạn. À, đây bạn thấy hình tròn thì nó quay bạn thấy không? Và nó có chữ trong đó. Ngôi sao cũng vậy bạn. Nhưng mà thật ra hai cái này nó khác nhau bạn. Cái hình tròn này đó, nếu mà bạn bấm annotation đó thì nó đã có chữ cho bạn luôn rồi. Còn ngôi sao này bạn đó thì bạn bấm shape bạn đó thì nó không có chữ bạn. Thì bạn phải làm sao bạn muốn nó chữ nó đi theo ngôi sao vậy bạn. À, để bấm lại bạn nhé. Muốn làm này bạn đó thì bạn phải cần một cái là một cái ngôi sao bạn cho nó và một cái chữ không rồi bạn quay giống nhau vậy bạn. À, để làm cho bạn coi nhé. À, để mình đi làm cái ban quay bạn nhé. Bạn bấm vô annotation rồi bạn bấm vô chữ A này bạn này và dưới trong đây đó bạn sẽ thấy cái ban có chữ bạn thì bạn lựa kéo nó vô dòng thời gian và về kế tiếp đó bạn đi lấy custom animation bạn kéo nó ra vậy. Thì lúc đầu nó bên này đó thì bạn muốn kéo cái trái banh nó qua bên này luôn bạn. Và tới cuối cùng đây bạn nhé. Thì bạn kéo cái banh qua đây. Và thí dụ mình muốn quay nó một vòng bạn nhé. Mình làm vậy bạn. Chơi thử coi. À,
Bây giờ mình muốn làm cái nền nhà cho nó giống như cho banh banh trên quay trên nền nhà bạn. Mình tạo ra một cái hình này bạn. Kéo xuống dưới đây. Kế tiếp thì mình sẽ tạo ra cái ngôi sao có dòng chữ đấy bạn. Muốn tạo ra vậy đó thì bạn phải cần hai thứ bạn. Đầu tiên đó thì bạn phải cần cái ngôi sao bạn. Kéo xuống dưới đây bạn. Và thứ hai bạn cần dòng chữ. Và bạn phải lựa dòng chữ nào nó không có khung bạn nhé. Ví dụ mình kéo đây bạn. Và thử làm cái ngôi sao lớn hơn bạn nhé, thì mình có thể scale nó lớn hơn một chút bạn. Kế tiếp là mình lấy animation, lấy custom, tại vì mình muốn hai ngôi sao và chữ đi chung nhau đó. Mình làm gì cho cái shape đó thì mình phải làm cho cái dòng chữ bạn nhé. Ở đây mình có shape bạn này, thì mình sẽ kéo cái shape nó ra đây bạn. Và thí dụ mình quay nó một vòng, đây là cho ngôi sao, và tương tự cho cái text mình kéo nó giống đây bạn, thì mình cũng sẽ kéo cái text qua bên này lên bạn. Mình khoan đã quay bạn nhé, và mình trở lại lúc đầu đây, mình sẽ kéo hai cái nó cùng cùng vô thử các bạn. Nếu mà bạn để ý đó thì ngôi sao nó quay, chữ nó không quay phải không bạn? Nếu mà bạn muốn quay nó đó thì bạn lựa đấy bạn. Bạn quay bạn nhé. Thì bây giờ mình lựa chữ này, bạn quay nó vậy bạn. Quay chữ. Quay một vòng. Thử lại bạn. Rồi đến cái nền cho bạn. Khi vật nó di chuyển đó, thì bạn có thể đổi màu hay đổi kích thước nó bạn nhé. Thì mình thử coi bạn. Thí dụ mình sẽ đổi cái kích thước trái banh này bạn nhé. Mình sẽ đổi màu nó đi, đổi màu trước thử coi. Đổi nó ra màu vàng đây. Lúc ban đầu đó thì nó màu đỏ bạn. Thì bạn thấy nó đổi từ từ qua màu vàng không? Để mình đổi. Kích thước nó lên bạn. Thí dụ mình làm nó nhỏ xuống chút. Và làm chữ nó thành màu xanh này bạn. Thế các bạn. Các bạn để ý đó thì bạn thấy nó banh nó lớn bạn ạ. Xuống nhỏ dần bạn thấy không? Hẹn các bạn trong video tới.